quà bánh mì. Anh Hoàng có chuyện gì ở đây vậy? Lãnh cái công trình nhỏ xíu mà lúc nào cũng có mặt. Nó thậm chí còn chịu lỗ nữa đó. Kỳ vậy? Đơn giản là để được ở gần một người đẹp. Elsa ngồi trước gương. Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây, một ngày dài ngồi bên tấm gương soi, nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ. Bàn tay nàng như kiên trì dập lửa. Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây, một ngày dài ngồi bên tấm gương soi, nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ như lơ đãng dạo khúc đàn êm ả. Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây, chúng ta tiếp tục. Tới đâu rồi các em? Ở đây rồi. Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây, suốt ngày dài ngồi bên tấm gương soi, nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ như cố tình nàng dày dò trí nhớ. Suốt ngày dài ngồi bên tấm gương soi, khơi bùng lên qua lửa mãi không thôi, chẳng nói như ai khi soi gương rực rỡ như cố tình nàng dày dò trí nhớ. Mấy em chờ cô chút xíu. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy anh ở đây. Anh muốn gì? Hả? Anh còn muốn gì nữa? Anh chỉ muốn xin lỗi em. Anh đã làm cho em bị tổn thương. Anh... Xong rồi đó. Sao anh không đi đi? Nói cho anh biết, anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi rồi. Và đừng mon men quay lại nữa. Hãy để cho tôi yên. Con nhớ ngoại quá à. Ngoại cũng nhớ con lắm. Ở đây ngoại có uống được nói không? Có. Ừ. Càng ngày ngoại càng nói được nhiều hơn. Con thấy không? Chừng nào ngoại về? Ờ. Chừng nào ngoại mới về với con? Ờ. Sắp về rồi bé My à. Ngoại hứa nha. Ừ. Bé My, ra ngoài chơi lát đi. Dạ. Ba rằng, cái đêm hôm đó, tôi phải khai sao đây? Chú đã khai gì rồi? Tôi nói là tôi không nhớ lắm. Sao anh? Chú biết việc cứ khai nấy. Tôi biết anh không có tội. Vậy tôi sẽ khai anh có mặt ở nhà tôi suốt đêm hôm đó. Đừng, hãy tôn trọng sự thật. Nếu vậy, anh làm sao có chứng cứ ngoại phạm? Ba rằng, anh đâu có phạm tội. Tiếc, nói dối chính đáng để bảo vệ danh dự cũng đáng chứ tiếc. Không được. Ở nhà, các con khổ tâm lắm phải không? Đúc tượng bó không lo, cứ lo chân. Nàng cái chi đó? Cái chi mà đang mua rứa? Không phải là cái chi, mà là ai? Thì cũng rứa thôi. Không rứa được, bởi vì đây là em. Cái chi? Đây là Hoàng Ánh, anh làm cái này để tặng cho em. Nè! Đừng có trù ẻo người ta đó nghe chưa? Đã chết mong mà nặng tượng. Nàng ơi, sống chết gì cũng nặng được hết á. Mai mốt em mà chết yểu là tại anh đó nghe. Bôi bát người ta vừa vừa thôi. Bôi bát gì? Em còn hai tay mà rang nàng cục xót nách đi. Khổ quá. Không đúng nữa hả? Đâu, tay đâu, chỉ qua, chỉ qua. Em bình tĩnh đi. Tức chết đi được. Đây là điêu khắc. Em dòm coi, ở đây có bao nhiêu bức tượng không có tay. Thậm chí có bức còn cục đầu nữa kìa. Mấy người nữa là do đi chiến đấu mới cục tay cục đầu, chứ còn em lành lặn riêng, mấy mới chỉ làm cho cục. Ôi trời ơi, đừng có nào, em lấy một. Chị Ánh dễ thương ha. Không dám đâu, vô nhà chơi điếu nhỏ. Thôi được rồi anh Quân, em chỉ muốn hỏi anh Quân một việc. Anh Quân đừng giấu em. Gì mà quan trọng vậy? Cho em xin địa chỉ của anh Việt.
gì, bữa nay chủ nhật chứ anh còn ngủ ở đâu. Dạ. Giống không? Giống, giống y chang luôn. Cho em mượn vẽ đi. Thôi không được. Thôi mà. Để em nấu ăn mà. Ngon quá hả? Nửa ngang. Nửa ngang, nửa mà. Nửa ngang. Em bị đau bụng mà. Út ráng biết không? Ngày trước khi tụi anh vẫn còn đang thả hồn mơ mộng thì anh Nhật đã kiếm bộn tiền đó. Công nhận ảnh vẫn hay, nhưng em chỉ muốn học anh Việt à. Ảnh bây giờ là vua về mỹ thuật ứng dụng đó. Muốn đi làm thêm thì phải chịu khó học ảnh. Ủa, Út nhỏ. Út nhỏ, dậy, dậy. Út ráng đi đâu về vậy? Em đi học thêm, đặng mấy mốt kiếm việc làm. Chị gặp anh Hoàng chưa? Chưa. Tôi xin lỗi, tôi thấy cửa phòng anh không khóa. Ảnh đâu có bao giờ khóa cửa. Tí khỏe không chị? Vẫn thường. Út ráng xuống dưới chờ chị một chút. Dạ. Công việc của anh ra sao? Bình thường. Tôi tới đây là để cầu xin anh một việc. Anh hãy nói bác Bảy bãi nại. Xin hãy tha cho tía. Bác Bảy muốn bao nhiêu tôi cũng xin sẵn sàng bồi thường. Anh muốn hành hạ tôi, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin anh hãy để cho tía tôi được yên. Tôi đã dứt bỏ cả lòng tự trọng để quỳ trước mặt anh. Tôi xin cho tía là bởi vì tôi tin tía và tin vào cảm nhận của mình. Thank you.
đứng lên đi. Anh gì? Hãy tin tôi, tí tôi vô tội. Cô có biết tiền bạc không phải là thứ họ quan tâm. Bao lâu nay gia đình bác Bảy đã chờ đợi cái giờ phút sự thật lên tiếng. Không, tí tôi không bao giờ hại người khác, không bao giờ đố kê tao. Làm sao ông có thể làm điều đó khi mà một chết trầy xước cũng làm ông đau xót? Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng một người đàn ông như ba rằng thì đã ghen tuông và thù hận thì cũng có thể làm việc đó. Có phải anh đang suy ra từ chính anh? Tôi xin anh, một lần nữa tôi xin anh. Tới lúc này không ai có thể dừng vụ án được nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng và không ai có thể trốn tránh được tội lỗi. Thật đáng tiếc. Cô đứng lên đi. Tôi muốn hỏi, tại sao anh bán chiếc nhẫn? Anh kẹt, hay đó khiến anh chướng mắt tới độ không muốn nhìn thấy nó? Sao anh không trả lời? Việc tôi giữ cái nhẫn hay không thì có liên quan gì tới cô? Cô đã từ chối nó, vậy thì hà cớ gì tôi cứ phải giữ nó? Tôi chỉ hỏi vậy. Đúng là việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi. Đưa chị ra xa cảng miền Tây. Chị không ghé thăm anh Hoàng hả? Để lúc khác. Bây giờ mà đi về thì về tới nhà khuya lắm. Không sao đâu. Chị đang nghĩ tới việc đề bạt Diệt lên một vị trí cao hơn. Chị không giỡn đó chứ? Sao lại giỡn? Cậu Diệt mới vô làm lại không có bằng cấp gì về quảng cáo. Chuyện đó có gì là quan trọng? Chị rất ngạc nhiên trước hiệu suất làm việc và sáng tạo của Diệt. Sự thật là cậu ta đã giúp chúng ta thắng rất nhiều các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Thôi, mình đi đi chị. Vô làm đi anh Diệt, nghỉ lâu coi chừng bị phạt. Mình xong rồi, lẹ dữ vậy, mới thấy anh làm sáng mà. Giờ này mà vẫn còn ngồi ở đây à? Tôi xong việc rồi. Xong rồi thì cũng phải ngồi trong phòng của mình chứ. Để làm gì? Đi, nếu rảnh thì đi đây với chị. Dạ. Cắt. Rất tốt, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Thì bao nhiêu cảnh rồi? 12. Chắc chắn sẽ xong luôn cả. Chị muốn việc làm quen với lĩnh vực sản xuất phim quảng cáo. Quảng cáo sữa tươi sẽ là pha sơn ra. Chúng ta có cảnh quay dòng sữa chảy. Sơn là cách tốt nhất để thay thế cho sữa. Đương nhiên có gia cố thêm kỹ xảo. Storyboard này là cơ sở để thực hiện phim. Diệt cứ cầm lấy đi tham khảo. Chuẩn bị. Máy chạy. Action. Cắt. Cô gái lúc phát hiện ra sữa còn dính trên môi mình, cô phải có cảm giác. Ôi trời ơi, mình ăn dũng mà quên chùi mép ha. Dạ. Ok, chuẩn bị quay lần 5. Ok. Tôi thấy sữa dính trên môi vẫn chưa hay. Cái gì? Nên nhớ tôi đã mất bao nhiêu đêm cho cái ý tưởng này. Độc đáo dí dỏm ai cũng mê. Sữa dính trên môi, nhiều loại sữa nước ngoài đã từng làm. Đừng có láo. Bình tĩnh đi Hiếu. Theo ý Việt thì nên làm sao?
cô cho tôi mượn cái ly. Cô gái cẩn thận chùi môi sạch sẽ, nhưng không ngờ sữa vẫn còn dính nơi sống mũi. Thú vị đó chứ. Đúng đúng. Điên rồi. Storyboard này đã được khách hàng duyệt và chúng ta không thể thay đổi. Nếu đó là ý hay thì tại sao chúng ta không thử trao đổi lại với khách hàng? Sữa dính mũi đúng là thứ dắt mũi chưa sạch. Dạ, dạ, cảm ơn. Sao chị Tú? Họ chấp nhận thay đổi. Thôi được rồi, khi ý tưởng của tôi không còn được tôn trọng thì ai muốn làm gì thì làm. Các bạn, chúng ta tiếp tục. Làm cái gì lơ bơ vậy? Nói cho anh biết, anh đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi rồi. Và đừng mong men quay lại nữa. Hãy để cho tôi yên. Vậy là sao hả Du? Tại sao con phải nghĩ nhiều? Bây giờ con chỉ là một cô giáo, một cô giáo đúng nghĩa. Làm sao con có thể tha thứ cho ảnh được? Cái đó tùy con. Điều quan trọng là con hãy lắng nghe trái tim mình. Đây là phần thưởng của công ty dành tặng cho những cống hiến của Việt. Sau một thời gian làm việc ở mảng phim, kể từ hôm nay, Việt sẽ chính thức phụ trách sản xuất phim quảng cáo, thay cho anh Hải đi học ở Thái Lan. Đồng thời, Việt sẽ kiêm cả trợ lý giám đốc nghệ thuật, tức là có quyền tham gia vào tất cả các công việc của công ty AX. Sao lại thưởng lớn vậy hả Tuấn? Anh đúng là không biết gì. Mỗi tháng anh làm lợi cho công ty cả 100 triệu. Chỉ cần 3 kịch bản phim quảng cáo của anh là đủ mua xe đó rồi. Thank you.
Anh Hoàng chắc hay tới đây lắm. Chưa bao giờ. Hôm trước đi ngang trên cầu, anh chợt nghĩ nơi Quyền thích không phải là những quán xá sang trọng, những nơi ồn ào đông đúc, mà chính là những nơi này. Lúc đó anh đã thầm ước được ngồi suốt đêm bên Quyền ở đây. Anh đã cố kéo dài thời gian xây dựng để được thấy Quyên nhiều hơn. Kể từ lúc chia tay, anh dần nhận ra rằng anh thật sự yêu Quyên, yêu vì chính con người của Quyên, chứ không phải yêu điều gì khác. Cảm ơn Quyên đã cho anh quay trở lại. Anh sẽ không làm tổn thương Quyên, sẽ không để mất Quyên nữa. Tại sao những người đàn ông hư hỏng thường hấp dẫn và ám ảnh phụ nữ? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng đàn ông bị chinh phục bởi những cô gái tinh khôi. Anh chỉ giỏi tán tỉnh. Hồng. Dạ. Ra nói nghe nè. Dạ chút đi. Sao không thấy Cẩm Hương? Dạ, khách hàng chỉ yêu cầu 3 chồng 1. Anh đã dặn em casting Cẩm Hương rồi mà. Tôi gạt cô ta đó. Cô cứ tiếp tục đi. Dạ. Tại sao lại làm vậy? Cẩm Hương không phù hợp, cô ta quê mùa. Nhưng cô ta có duyên và đầy sức sống. Anh nghĩ những cô gái tông teo kia lại là gương mặt của một loại nước uống dinh dưỡng à? Đừng có vậy khôn. Tôi sống ở nước ngoài đã nhiều năm, quảng cáo đã thấm vào trong máu của tôi. Đúng là nước ngoài đã cho anh nhiều thứ quý giá, nhưng có một thứ anh thiếu trầm trọng, đó là chiều sâu văn hóa Việt Nam. Và đó là lý do khiến cho những mẫu quảng cáo của anh chỉ hoàn hảo ở mức công nghệ. Cậu thì biết gì về việc tư duy theo công nghệ, về những kỹ năng sáng tạo nghệ thuật? Tôi có thể tự học cách tư duy theo công nghệ, còn sáng tạo, đó không phải là thứ cứ học nhiều là có. Câm học. Nên nhớ cậu chỉ là trợ lý art director, tức là dưới quyền của tôi. Đúng vậy. Nhưng trước khi tới phần việc của anh, hãy để tôi làm việc của mình. Tất nhiên là anh ba của em rất có khả năng, nhưng chưa bao giờ anh được trọng dụng như vậy. Chỉ tiếc ba má không còn để thấy anh đã hết lông bông. Yên tâm đi, anh sẽ lo cho em đàng hoàng. Miễn là em muốn bất cứ thứ gì anh sẽ đáp ứng. Ừ, cho anh gửi lời thăm lòng Quân nghe. Bye. Bữa nay anh vì có xe có chức mới mà rửa giày thì nhẹ quá. Tại ông ráng chọn đó chứ. Em lửng quá, em còn biết chỗ độc chiêu hơn nhiều. Bữa nay em muốn gì anh cũng sẵn sàng đáp ứng. Vậy thì đi chơi tới sáng nghe. Không được. Mới nói xong mà đã vội nuốt lời. Anh chỉ nói là không thể đi tới sáng. Tại sao? Còn phải nghỉ ngơi để sáng mai về quê dự phiên tòa nữa chứ. Không biết em có nên về hay không. Không về thì cũng không được. Út ráng bận học hả? Trong phiên tòa anh đứng về phe nào? Không có phe nào hết. Em nên về dự. Anh về chở em về nghe. Tại sao? Chở em về mà cũng hỏi tại sao nữa. Mà anh đi sớm lắm. Vậy mai mấy giờ? 2 giờ sáng mới kịp. Anh tới chỗ em nghe. Chờ em trước hẻm chứ đừng vô nhà. Sao vậy? Thì vậy đó. Thôi đó mà đã sáng rồi. Thôi chết, Út Ráng, dậy đi. 2 giờ sáng rồi. Dậy. 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 Dậy rồi hả? Chuẩn bị đi. Đi đâu? Về quê dự tòa chứ đi đâu. Bộ anh cũng đi nữa hả? Con nhỏ này, hỏi lạ vậy. Lẹ lên rồi đi với anh. Sao? Tỉnh ngủ chưa vậy? Anh nói là đi chung xe với anh. Em đi với bạn. Bạn nào? Đi bằng gì? Xe máy. Khùng hả? Mà giờ này đi đường lớn sớ là tiêu mạng. Không có sao đâu, bạn em chạy xe giỏi lắm. Không bàn cãi gì nữa, đi xe với anh. Chết rồi, làm sao bây giờ? Hả? Phải đứt tay hả? Đau chết Ráng ơi. Ui. Ráng giùm đi mà. Nhiên. Nhiên. Hả?
gì vậy? Sao? Không ngủ ra đây làm gì vậy? Út Ra nó vậy, em uống được. Sao quá à, chắc chết nó anh Hoàng ơi. Ôi da, ráng quá à. Chịu khó một chút xíu, vậy mà cũng kêu. Nghe như có tiếng kẹt cửa. Ráng ơi! Đến coi đã. Anh Hoàng, tiếp đi. Cái con rắn này thiệt. Út Trang. Út Trang. Đi anh, lẹ lên, trễ rồi. Ông Tư Hân, buổi tối trước khi xảy ra vụ cháy, ông Ba Rằng đã tới nhà ông nhậu. Dạ đúng, lúc đó khoảng 6 giờ tối. Lúc tới nhà ông, Ba Rằng say hay tỉnh? Ba Rằng đã ngà ngà say vì trước đó có nhậu với một nhóm khác. Rồi sau đó? Sau đó chúng tôi nhậu tới khoảng 10 giờ, thì cùng đi ngủ ở nhà tôi. Lúc đó Ba Rằng say cỡ nào? Dạ say không còn biết gì. Say không biết gì? Vậy ông có cho rằng ông Ba Rằng sẽ không đủ tỉnh táo để thực hiện hành vi đốt xưởng vào lúc 1 giờ sáng? Tôi cho là không. Cảm ơn, tôi đã hỏi xong. Lúc hai người đi ngủ, ông đã say chưa? Đã. Ông phát hiện Ba Rằng không còn ở nhà mình vào lúc nào? Vào lúc 6 giờ sáng. Vậy theo ông thì Ba Rằng rời nhà ông vào lúc mấy giờ? Tôi không biết chính xác, có lẽ là gần sáng. Cảm ơn, tôi đã hỏi xong. Ông Sáng, Út Ráng, qua đây, qua đây. Nói mày không nghe, chết mày tao. Ông Ba Rằng, hôm đó ông rời nhà ông Tư Hơn vào lúc mấy giờ sáng? Dạ 3 giờ sáng. Như vậy, lúc xảy ra vụ cháy, lúc 1 giờ sáng, ông vẫn còn ngủ ở nhà ông Tư Hơn. Dạ đúng. Tại sao ông về nhà vào giờ đó? Dạ tôi có thói quen, mỗi khi tỉnh rượu tôi liền về nhà. Ông Ba Rằng, có ai thấy ông về nhà vào lúc 3 giờ sáng? Hai Quyền mở cửa cho tôi, còn Út nhỏ thì cạo gió. Ngoài gia đình, có ai khác thấy ông rời nhà Tư Hơn không? Tôi không biết. Vợ cũ của ông trước kia từng yêu và theo người đàn ông khác, khiến ông thù hận người đàn ông đó và xưởng đóng ga tàu của ông bà Bảy. Chính vì vậy, ông đã đốt xưởng để trả thù. Yêu cầu luật sư hỏi qua vấn đề khác. Ông phát hiện mất nón và ví khi nào? Vào buổi chiều hôm sau. Đơn báo mất của ông đề ngày 25 tháng 11, tức 10 ngày sau khi mất. Tại sao ông báo trễ như vậy? Tôi không đi đâu, nên không cần chứng minh nhân dân gấp. Ông có biết ông mất nón và ví khi nào và ở đâu không? Tôi không biết, nhưng không phải chỗ xưởng cháy. Cảm ơn ông, tôi đã hỏi xong. Không biết con rắn có còn là con cái trong nhà này nữa không? Chắc là tốt của bên nhà thằng Duyên rồi chứ gì. Nó đang ở trong nhà. Gác chuyện đó đi, lo cho Tiết à. Lo cái gì nữa mà lo. Liệu Tiết sẽ lãnh bao nhiêu năm hả Hoàng? Em không biết, Tiết không có được những tình tiết giảm nhẹ. Út nhỏ đáng những tâm, anh hy vọng tí em sẽ lãnh mức nhẹ nhất. Thôi đi, thôi, em xin chồng mà, thôi đi mà. Thôi, thôi, thôi đi mà, em xin chồng mà, em xin. Thôi đi.
Ông ơi, ông tại sao lại là Ba Rằng? Tôi đã hy vọng là ông ấy sẽ trấn an. Mình đành chịu chứ biết làm sao bây giờ ông. Không, ông. Ba Rằng không thể đi tù được. Ba Rằng ơi, ông. Nếu anh gần gũi với Út Ráng chỉ muốn trả thù em thì em xin anh. Tía sắp lãnh án, bấy nhiêu cũng đủ khiến em đau đớn lắm rồi. Xin anh đừng hành hạ em thêm nữa. Kết thúc phần xét xử và tranh luận, hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo cho công an quản lý. Thắng chắc rồi, cậu không vui à? Mình mừng cho bác Bảy. Sao mặt cậu kỳ vậy? Dũng ơi! Dạ! Căn cứ điều 143 khoản 4 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xét các tình tiết giảm nhẹ, phạt ông Phạm Công Rằng 8 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý phá hoại tài sản công dân gây hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ điều 143 Khoan đã. Hãy cho tôi được nói, chính tôi là người phạm tội chứ không phải Ba Rằng. Xin mời ông Tư Hân lên trên trình bày cho rõ hơn. Phải, chính là tôi. Trước đây xưởng của Ba Rằng và xưởng của ông Bảy lớn nhất nhì cái vùng này. Dù là bạn, là em và luôn được ông ấy giúp đỡ, nhưng tôi lúc nào cũng đau đáu thèm khát cái ngôi vị đệ nhất ghe tàu, cái ngôi vị đầy thế lực và luôn được thiên hạ nể trọng. Gia đình tôi đã ba đời làm mướn đầy tủi nhục, nên cái ước muốn được làm vua thiên hạ càng mãnh liệt khi nó đã gần kề. Do biết rõ mối thù ghét của Ba Rằng với ông Phát, em ruột của ông Bảy,
tôi đã cho người giả làm người Ba Rằng sang quấy nhiễu xưởng ông Bảy. Một mũi tên sụng hai xưởng lớn. Và đêm hôm đó tôi đã chủ ý chút rượu cho Ba Rằng sai. Tôi không có gì để bào chữa. Tôi muốn xin lỗi Ba Rằng và gia đình ông Bảy. Tôi xin lỗi tất cả mọi người. Tôi đã gây ra nhiều tội lỗi. Và bây giờ tôi phải gánh chịu. Tôi không có đủ can đảm để nói ra sự thật sớm hơn. Một lần nữa mong Ba Rằng tha thứ. Chú Tư, chú là kẻ phạm tội tốt nhất mà tôi từng được biết. Dạ, cảm ơn chú. Có gì đâu, tí con chắc nay mai sẽ được thả. Dạ. Ủa, má cũng dự phiên tòa hả? Mừng cho tía con, má mừng lắm. Ít ra thì bác không còn phải dai dứt, vì mình là nguyên nhân gây đau khổ cho tía và gia đình. Má về nha. Sao? Cậu đã thỏa mãn chưa? Cậu cố gắng làm cho nhỏ đau đớn, nhưng rốt cuộc cậu là người thất bại. Tôi chỉ cần công lý cho gia đình bác Bảy. Dù sao thì cũng đã có thủ phạm cho phiên tòa sơ thẩm sắp tới. Từ bây giờ, gia đình bác Bảy đã có thể thanh thản và bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu hiểu chưa? Út nhỏ, về đi em. Thank you.